Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Miền rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, phòng bệnh hơn chữa bệnh là một chân lý luôn luôn đúng, nhưng phòng bệnh sao cho đúng và chữa bệnh sao cho không tốn quá nhiều thời gian và chi phí là điều mà chưa hẳn ai cũng biết được. Và chính vì thế, ngày hôm nay chương trình chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Thành Luân. Vâng, và xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời mời của chương trình. Xin chào Thúy Miền cùng với quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa bác sĩ, thì tuần vừa qua thì có một câu hỏi gửi về cho chương trình như sau ạ. Có một vị khán giả tên là Vũ Văn Bảo, sống tại Thường Tín, Hà Nội. Năm nay tôi 38 tuổi, hiện tại tôi có xuất hiện một vài dấu hiệu khác lạ về sức khỏe như mất sức, thời gian quan hệ giảm, thậm chí còn bị rụng tóc khá nhiều. Không biết đây có phải là một trong những dấu hiệu tiêu biểu yếu sinh lý hay không? Nếu đúng thì tôi phải làm gì để làm giảm tình trạng này? Mong sớm nhận được phản hồi từ phía chương trình. Vâng, và thưa bác sĩ, thì dấu hiệu này có phải là những cái dấu hiệu tiêu biểu yếu sinh lý hay không? Và ngoài ra thì chúng ta còn có những dấu hiệu nào để có thể nhận biết căn bệnh này, thưa bác sĩ? Xin cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Những cái dấu hiệu mà anh đang gặp phải như là mất sức, thời gian quan hệ vợ chồng giảm xuống hoặc là rụng tóc đều là những dấu hiệu đầu tiên, báo hiệu sớm của một tình trạng sắp diễn ra, đó là cái tình trạng yếu sinh lý ở nam giới. Thì ngoài cái tình trạng mà anh vừa chia sẻ là một trường hợp cụ thể, thì rất là nhiều người bệnh cũng có mong muốn được biết rằng là ngoài những dấu hiệu như thế thì sẽ có những dấu hiệu nào là chỉ điểm của tình trạng yếu sinh lý. Thì hôm nay bác sĩ cũng chia sẻ với quý vị đó là có một số cái nhóm triệu chứng hay là nhóm dấu hiệu sau đây. Thứ nhất đó là tình trạng rối loạn cương dương. Có thể biểu hiện bằng các cái trường hợp cụ thể như là dương vật không thể cương cứng được, hoặc là thời gian cương cứng của dương vật rất là ngắn và không thể đủ để hoàn thành một cái cuộc yêu đúng nghĩa với bạn tình của mình. Nhóm dấu hiệu thứ hai đó là tình trạng rối loạn xuất tinh. Có thể gặp các cái trường hợp cụ thể như là xuất tinh sớm, xuất tinh ngược dòng, không xuất tinh, hoặc là thậm chí là xuất tinh thời gian quan hệ rất là lâu mà không thể xuất tinh được, hoặc là có tình trạng như là đau xuất tinh, hoặc là có thể có kèm theo máu khi xuất tinh. Ngoài ra thì còn có một nhóm dấu hiệu nữa, đó là cái tình trạng rối loạn ham muốn tình dục. Tức là chính những cái tình trạng sức khỏe như vậy làm cho người nam giới né tránh quan hệ tình dục, thậm chí là lo lắng, gặp nhiều stress. Và đây cũng lại là một vấn đề rất là khó nói của các anh, khó chia sẻ và đặc biệt là cũng khó tìm được sự cảm thông từ bạn tình của mình. Do đó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống thường ngày của các em nam giới khi mắc phải tình trạng yếu sinh lý. Vâng, thực sự là qua những chia sẻ của bác sĩ Thành Luân vừa rồi thì cũng không quá khó để phát hiện ra bệnh, đúng không ạ? Nhưng mà không biết là ngoài những dấu hiệu về sức khỏe thì ở độ tuổi và hoàn cảnh nào thì có thể khiến nam giới bắt đầu rơi vào tình trạng yếu sinh lý, thưa bác sĩ? Cảm ơn MC Thúy Miền vì đây là một câu hỏi mà được rất nhiều những vị khán giả gửi đến cho bác sĩ. Rõ ràng là việc ở lứa tuổi nào và hoàn cảnh lao động, học tập, sinh hoạt ra sao mà các anh nam giới dễ dàng mắc phải sinh lý là một cái vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm. Thì trước đây người ta thường quan tâm rằng lứa tuổi khoảng ngoài 40 tuổi mới là lứa tuổi của yếu sinh lý. Nhưng hiện nay thì quan điểm này không còn chính xác nữa, mà cụ thể đó là cái lứa tuổi của yếu sinh lý nó ngày càng được trẻ hóa. Đến gặp với bác sĩ để nhờ tư vấn về vấn đề này, có những bạn ở độ tuổi thanh niên mà trước đây chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là độ tuổi rất là sung sức và là lứa tuổi vàng của hoạt động sinh sản cũng như hoạt động tình dục, thì lại gặp phải rất nhiều rắc rối liên quan đến yếu sinh lý. Và rõ ràng trong một cái guồng quay cuộc sống hiện đại thì cái tình trạng trẻ hóa của vấn đề yếu sinh lý ở nam giới là một vấn đề rất là nhức nhối và cần được quan tâm đúng mực để không chỉ phòng bệnh, chữa bệnh và còn đạt được cái chất lượng cuộc sống cao hơn. Còn về vấn đề đó là ở trong môi trường nào thì các em nam giới dễ dàng bị yếu sinh lý, thì chúng ta có thể liệt kê ra một số những cái yếu tố nó ủng hộ cho cái tình trạng yếu sinh lý của các anh. Ví dụ như là các anh làm việc trong cái môi trường ca kíp, tức là thời gian ăn, ngủ, nghỉ của các anh nó bị thay đổi xáo trộn thường ngày. Thứ hai là cường độ công việc quá lớn, ví dụ như là quá 8 tiếng một ngày, hoặc là những cái công việc yêu cầu sức lao động lớn, kể cả lao động trí óc nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe sinh lý của mình. Và ngoài ra thì còn có những cái thói quen trong cuộc sống thường ngày mà các anh thường mắc phải, ví dụ như là không có cho mình một cái thời gian biểu phù hợp giữa làm việc, nghỉ ngơi, giải trí. Ngoài ra thì lười luyện tập thể dục thể thao, lười vận động cũng là một nhân tố rất là quan trọng ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nam giới nói riêng. Và không những thế thì một số em nam giới còn lạm dụng rượu bia, lạm dụng cà phê, thuốc lá và thậm chí là sử dụng cả ma túy nữa. Thì đây là những cái thói quen có thể là mọi người nghĩ rằng là những thói quen rất là nhỏ trong cuộc sống, nhưng cái sự ảnh hưởng của nó đến sức khỏe sinh lý thì rất là khôn lường. Vừa rồi là những cái dấu hiệu tiêu biểu để nhận biết ra yếu sinh lý ở nam giới. Vậy thì không biết là tác hại của nó gây ra cho nam giới là gì, và liệu rằng thì nó có thể tự khỏi theo thời gian được hay không, thưa bác sĩ? Đây lại là một vấn đề mà MC Thúy Miền đã nói lên tiếng lòng của rất là nhiều anh nam giới. Rõ ràng là người ta luôn luôn nghĩ rằng nếu như tôi có cái dấu hiệu này mà tôi không cần điều trị thì nó có khỏi được hay không, hay là nó có tác hại như thế nào đến với cuộc sống của tôi. Thì sau đây bác sĩ cũng sẽ chia sẻ với MC Thúy Miền và khán giả về tác hại của cái tình trạng yếu sinh lý ở nam giới. Thứ nhất là về vấn đề sức khỏe, thì yếu sinh lý nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề sức khỏe của các anh nam giới, thể hiện ở những cái dấu hiệu mà bác sĩ đã chia sẻ rồi. Và khi mắc phải những dấu hiệu này thì chắc chắn các anh nam giới cần phải quan tâm và cần phải được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa. Thứ hai là vấn đề tâm lý, đó là cái việc mắc phải yếu sinh lý sẽ tạo nên một cái tâm lý e ngại quan hệ tình dục, e ngại bạn tình, thậm chí là sợ, lo lắng mỗi khi phải quan hệ tình dục, cảm giác như là một cái gánh nặng trong cuộc sống thường ngày của mình. Và chắc chắn rồi, không ai muốn mỗi một ngày hay một tuần chúng ta lại phải gánh thêm mình vài gánh nặng như vậy. Do đó, từ đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của vợ chồng, rất là khó tìm được tiếng nói chung trong chuyện phòng the và khó tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống thường ngày. Và ngoài ra thì những nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng cái tỷ lệ mà các anh nam giới bị yếu sinh lý lại mắc thêm vấn đề về vô sinh, hiếm muộn và mong con cũng ngày càng tăng lên. Do đó, để cải thiện được tất cả những tình trạng trên thì các anh cần phải lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe sức khỏe của chính mình để tìm đến các chuyên gia khi có những dấu hiệu ngay từ ban đầu. Còn về vấn đề mà nó có tự khỏi được hay không thì cũng chia sẻ với MC Thúy Miền luôn, đó là nếu như đã xuất hiện các dấu hiệu trên mà chúng ta không có một sự thay đổi lối sống tích cực, không tạo dựng được thói quen tốt và không tìm được phương pháp điều trị phù hợp thì sẽ không thể tự thoái biến được tình trạng này, mà nó chỉ có tăng nặng lên kèm với thời gian, kèm với độ tuổi của chúng ta. Nên một lời khuyên cho các anh đó là chúng ta cần phải gặp gỡ các chuyên gia và tìm cho mình phương pháp điều trị phù hợp ngay từ khi những dấu hiệu mới đầu tiên của bệnh mà thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thành Luân với những chia sẻ rất là tuyệt vời vừa rồi ạ. Vâng, và chắc hẳn bây giờ anh Vũ Văn Bảo đã có được những kiến thức cơ bản đầy đủ nhất để dễ dàng phát hiện ra mình đang mắc bệnh yếu sinh lý và có nhận thức đúng đắn hơn về tác hại mà nó gây ra. Và quý vị khán giả, để được tư vấn kỹ hơn về các trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên hệ theo số hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Thành Luân đã có mặt tại chương trình của chúng ta với những chia sẻ rất bổ ích vừa rồi. Xin cảm ơn MC Thúy Miền và xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một số nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.